Và kính thưa quý vị, với chủ đề lớn Việt Nam Minh Châu Trời Đông, và với dải non sông hình chữ S gồm có 54 sắc tộc anh em cùng sinh sống, ấy cho nên hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị cùng đến để thăm một dân tộc thiểu số của người Chăm, Sóc Xà Bai Sóc Trăng. Tiếp nối chương trình với tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Thu cùng với vũ đoàn Hương Tràm, xin kính mời quý vị cùng dành tràng pháo tay thật lớn. Xin cảm ơn quý vị. Lũy tre làng hàng dừa rậm bông, dù đi